chẳng bao giờ là tôi, chỉ quên tôi sống nên người. Khi mà tôi đã lớn, có bao nhiêu chuyện thì tôi chỉ biết giấu riêng mình. Đôi lần tôi bật khóc, ước rằng ai đó chúng ta.
nếu lên thắp cho sinh nhật em và bó hoa tươi hương bay căn phòng sao ấm áp. Đợi một chút em yêu sẽ về cùng em nhấp môi ly ngọt môi. Để em chút thôi em yêu sẽ về. Từ lúc sáng sớm anh ra ngoài kia tìm mua bánh kem trong tim thật vui, vì biết đêm nay có em tay cầm tay cắt bánh. Quần áo mới ngô nghe chờ chờ đến lúc ngọn nến tắt đi. Chợt anh nhận ra đã không còn em vì ta chia tay hôm trước. Chỉ lắng mới quay lưng ra sau nhìn lại bóng anh và anh thế thôi. Còn lại những ánh nến phong tư chờ đợi hát yêu. Một lần nữa nước mắt anh kia lại rơi. Một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chờ một tay đập tan chìm trong quặn đau. Mau nhận ra còn em bấy lâu. Ngọn nến lấp lánh quanh căn phòng anh. Ngọn nến anh thắp cho sinh nhật em và bó hoa tươi hương bay căn phòng xa ấm áp. Đợi một chút em yêu sẽ về cùng em nhấp môi ly ngọt môi. Để em chút thôi chút thôi chút thôi. Từ lúc sáng sớm anh ra ngoài kia tìm mua bánh kem trong tim thật vui, vì biết đêm nay có em tay cầm tay cắt bánh. Quần áo mới ngô nghe chờ chờ đến lúc ngọn nến tắt đi. Chợt anh nhận ra đã không còn em vì ta chia tay hôm trước. Chỉ lúc mới quay lưng ra sau nhìn lại bóng anh và anh thế thôi. Còn lại những ánh nến phút tư chờ đợi hát hiu. Một lần nữa nước mắt anh kia lại rơi. Một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chờ vô tay đập tan chìm trong quặn đau. Ngộ nhận ra còn em bấy lâu. Sẽ có lúc em tin trong phút giây chỉ riêng mình anh yêu em. Một lần nữa nước mắt anh kia lại rơi. Một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chợt vỗ tay đập tan chìm trong quặn đau. Ngộ nhận ra còn em bấy lâu. Sông này bóng một ngày gió
chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say. Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng, đêm dịu dàng cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới. Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày xa. Giới thiệu mọi người, đây chính là vị khách đồng hành cùng với ba chúng tôi trong ngày hôm nay. Và đây là anh Thích Hưng, người đã cùng với Melody lựa chọn những bài hát và cùng sản xuất những bài hát cho Melody. Cảm giác anh như thế nào ạ? Vui. Đó là xong rồi mọi người. Ok thôi. Chúng ta sẽ đi chơi trò tiếp theo, đó là trò Mobile Battle. Wow. Let's go, đi chơi.
cái lúc mà anh xuống máy bay ấy, cái lúc nhìn sân bay thì mình cũng không nghĩ là nó lại sầm uất như thế, tại vào trung tâm nó là một cái bài khác hẳn. Nó cách đây tận 4 cây mà. Tại vì trước khi gặp anh là em ở Penang, là một thành phố kiểu Đà Lạt đấy. À. Em đâu biết là nhà cao tầng nó kiểu đó. Tại vì chưa đến đây bao giờ. Không, em lần đầu tiên đi Malaysia em không biết là kiểu xịn như vậy. Hay. Ô là môn nó thông qua bên này luôn rồi. À, đúng rồi, đây là kiểu một khu một tất khu cả môn đối với nhau á. Anh nghĩ là Malaysia với lại các nước Đông Nam Á bây giờ là cái chỗ mà để du lịch là thích hơn. Đúng rồi. Malaysia cũng nhiều nơi văn hóa khác nhau. Chỗ châu Á kiểu người ta sống nhộn nhịp hơn á. Đi ghé vào đâu đấy xem, đồ đạm xem mua gì thì ăn trước được. À, đi ăn đói rồi. Tầm này cũng bắt đầu đói rồi đấy. Universal Music Calendar. Okay, so you guys picked out your food. This is, we call it tempeh. In Vietnam, it's nope. Nope. How you know that? This is ayam masak merah. Gà cay. Gà. Yeah, gà cay. Cay. Jom makan. Oh, let's eat. Jom makan. Vietnamese, mời mọi người. Mời. Mời mọi người. Mời. 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 Người. Mời người. Ok. Let it. Ok. Đây là một quán cơm kiểu quán cơm truyền thống ở Malaysia, giống kiểu như là quán cơm tấm ở Việt Nam nhỉ, ở kiểu Sài Gòn hay là rất là kiểu cũng đặc trưng kiểu phở kiểu giống ở Việt Nam thế, nhưng mà bên này là những món cơm như này. Mọi người thấy là anh Hưng là ăn không ngừng được, mọi người có biết là khẩu vị của người Malaysia cũng có thể là nam giới người Việt Nam mình đến đây cũng không phải lo ngại cái việc ăn uống của nó. Xuất sắc. Tuyệt vời. Amazing. Amazing. I like this. I love it. Very good. Thank you guys for today. Yeah, it was very like, fun today. Yeah. So fun. And eat a lot. Yeah. Wonderful. Và đây chính là những vị khách đặc biệt trong tập này, và theo sau mong rằng mọi người sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho Nola nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong hành trình tiếp theo của Melody. Bye bye. Bye bye. Vậy là tập 3 hành trình trải nghiệm đầy thú vị tại Kuala Lumpur đã kết thúc. Tập 4 của Melody hứa hẹn sẽ không kém phần đặc biệt. Nên mọi người đừng quên 20 giờ thứ hai hàng tuần đón xem Melody trên kênh YouTube Stream S Entertainment nha.